sai liều lượng, hậu quả nghiêm trọng nào có thể xảy ra. Cân nặng chính xác là rất quan trọng để định lượng thuốc ở trẻ em và lỗi tính liều là loại lỗi dùng thuốc phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hiện nay. Chào mừng các bạn đến với video. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về công nghệ loại bỏ sai số hiệu quả bằng giải pháp tích hợp chỉ có tại CK. Một, an toàn thuốc là trên hết đối với bệnh nhi. Đối với trẻ nhỏ, việc sử dụng thuốc đúng liều lượng là vô cùng quan trọng để đảm bảo nhận được điều trị hiệu quả nhất. Và để làm được điều này, việc đo cân nặng chính xác của trẻ em là bước không thể thiếu. 2. Loại bỏ sai sót về liều lượng bằng giải pháp tích hợp CK. Trong môi trường y tế, sai sót về liều lượng thuốc có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ trường hợp một bệnh nhân nhỏ tuổi nhận sai liều thuốc do lỗi nhập sai số cân nặng. Điều này khiến tình hình sức khỏe của trẻ trở nên nguy hiểm. Nhưng không cần phải lo lắng, giải pháp tích hợp CK sẽ giúp chúng ta loại bỏ những sai sót này một cách hiệu quả. 3. Một sự nhẹ nhõm cho nhân viên điều dưỡng và khoa dược. Nhân viên y tế thường phải làm việc trong môi trường áp lực và căng thẳng. Đó là lý do tại sao CK phát triển giải pháp tích hợp nhằm giúp giảm bớt gánh nặng công việc cho họ. Các quy trình đo cân nặng và ghi chép dữ liệu trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết, giúp họ tập trung vào việc quan trọng nhất là chăm sóc bệnh nhân. 4. Truyền các phép đo trực tiếp và an toàn mà không cần sao chép thủ công. Không cần phải lo lắng về sai sót nhập dữ liệu thủ công hay việc sao chép dữ liệu từ cân sang hệ thống. Mọi thứ được thực hiện tự động và an toàn, giúp tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ sai sót. 5. Tích hợp EMR đã được xác thực. Giải pháp tích hợp CK là duy nhất trong thế giới đo lường và cân y tế. CK cung cấp mọi thứ bạn cần từ một nguồn duy nhất để đảm bảo tích hợp hoàn chỉnh và liền mạch cân nặng và chiều cao vào hệ thống EMR của bạn. Mang lại sự thuận tiện và an toàn cho việc quản lý dữ liệu bệnh nhân, giúp tăng cường hiệu suất làm việc và nâng cao chất lượng. 6. Tích hợp cân nặng và chiều cao vào hệ thống EMR của bạn. Cuối cùng là tích hợp cân nặng và chiều cao vào hệ thống EMR không chỉ là bước quan trọng trong việc cải thiện quy trình làm việc, mà còn là sự đầu tư vào sức khỏe và an toàn của bệnh nhân. Hãy kết nối với chúng tôi ngay hôm nay để khám phá thêm về giải pháp tích hợp CK và nhận được sự hỗ trợ tốt nhất cho cơ sở y tế của bạn.